Việc may vá là công việc truyền thống của các chị em phụ nữ bấy lâu nay. Đây là việc tuy nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa trong việc quan tâm, chăm sóc từng thành viên trong gia đình. Bạn sẽ vui thế nào khi được nâng khăn sửa túi cho chồng và các con bạn mỗi khi đi làm, đi học? Hãy để mình giới thiệu tới các bạn bộ hộp kim chỉ may vá nhiều tầng nhiều món giúp bạn thực hiện điều này nhé. Hộp có thiết kế nhỏ gọn, những chiếc kim khâu với nhiều kích thước khác nhau, đầu kim hở dễ xỏ giúp luồn chỉ nhanh chóng dễ dàng. Chỉ khâu nhiều màu sắc. Với hộp dụng cụ kim chỉ, khuy áo tiện dụng công việc may vá hay thêu thủ của bạn sẽ trở nên dễ dàng, linh động bất cứ lúc nào. Bạn hãy xem các tình yêu đánh giá về sản phẩm này như nào nhé. Hộp nhìn xinh yêu lắm, khá tiện dụng, đủ đầy đủ, shop giao hàng nhanh và đóng gói cẩn thận. Đẹp lắm nha mọi người, nên mua. Giao hàng nhanh đóng gói cẩn thận. Vote shop 5 sao. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.